Đây đây, mẹ xin thông báo với Chay, mẹ có một món quà cho Chay. Tưng 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 tưng. Mở đi. Yeah, mở coi cái món quà đó, món quà gì? Cái này nè, bây giờ nói giỡn chứ không phải của mẹ, của cái cô. Của cái cô kia kìa, của cái cô kia kìa. Của cho con á, cô mở ra coi cái món quà này, quà gì vậy? Mở ra, mở ra. Đó đúng rồi, từ trên mở xuống không? Đúng rồi, giỏi. Ồ. Ồ, wow. How nice. Con cảm ơn cô đi. Ừ đúng rồi, đẹp ghê chưa? Ôi trời ơi, đẹp ghê chưa? Trời ơi, ai ngồi giữa giữa. You turn up the music, mom. Hả? Rồi, ở nó đeo cho nó ngồi xanh điệu, dễ sợ chứ Bình Nhung. Không, cô tặng cho nó cái đeo mà đeo lỗ tai cho đừng bị lạnh á. Cô ớt á, quá đã luôn. À, cái cô này là cái cô mua cho nó có con su lì bự và bá lửa. Mới cho nữa đó, rồi cái cổ cho nó nguyên một cái chiếc xe, nguyên một con tàu hạm đội của PJ Masks. Trời đất ơi, đi ra tới tiệm là thấy có quà, đi ra tới tiệm thấy có quà, ghê á, người diễn may mắn ghê thiệt. Ôi trời, đeo vô đi con, đeo vô đi. Cái đó là mình đi ra chơi tuyết là có là lấy cái đó đeo vô nghe chưa, đeo vô lỗ tai cho lỗ tai đừng có bị lạnh nghe chưa. Quá đã luôn, cô cảm ơn cô đi. Cảm ơn cô. Đúng rồi. Mẹ mấy dress rồi. Chay đã tiếp tục trở về với những món đồ chơi của mình. Tự nằm chơi luôn á cô chú, tự bài ra tự chơi trong ngôi phòng. Phòng này là phòng đồ chơi mà. Cho mẹ mượn mẹ bóp một chút đi. Dạ không mẹ. Kỳ ghê, không chia sẻ gì hết. Giờ này kéo đầm ra mặt. Ủa mẹ có ăn đâu? À mẹ đừng có bóp. Đúng rồi, đừng có bóp mẹ ơi. Đúng rồi, chứ mẹ đâu có ăn đâu. Christoph, I'm okay. Trời ơi, nói chuyện đó hả? Ok, Christoph, nó nói Christoph, em ok hết con. Sao con? Trời ơi, kéo cái váy này ra làm chi đây? Hả? Kéo cái váy Rapunzel này ra làm chi đây? À, để xuống, ok, mẹ để đây xuống. Rồi, sao mày chơi? Chút giờ con chờ mày chơi gì đâu? Ủa, không chờ mày chơi gì hả? À ngồi đây coi thôi, ngồi đây quay thôi. À, này là bạn thân của mẹ nè. Cái này con này gọi là khủng long bạo chúa. A monster. They have a short back. Đúng rồi, cái vai của nó có gai. Đúng rồi. It's from the movie, mom. Đúng rồi, cái này từ một bộ phim đúng rồi con. À, thấy gần rồi, tên nè. Ta là Master đây. I'm Nightmare. Nightmare hả? Hello. Nightmare khỏe không? Dạ. Yeah. Ăn cơm chưa? Dạ. Yeah. Ăn yến chưa? Dạ. Yeah. Ăn kẹo chưa? Dạ không. Trời, không ăn kẹo luôn hả? Dạ. Yeah. Giỏi ghê, đúng rồi, nếu mà ăn kẹo. Nếu mà ăn kẹo thì ta sẽ cắn nhà ngươi. Con quên, mẹ đang nói chuyện với Nightmare chà, mẹ tưởng mẹ nói chuyện với con. Tại vì con trả lời đó nên mẹ tưởng mẹ nói chuyện với con, mẹ xin lỗi con nha. Ok, nãy đến ra. Ăn sữa chua chưa? Ăn sữa chua chưa? Muốn quên lộn hả? Ta có nhiều gai lắm đó, có đánh lại ta không? Boom. Thấy chưa, ta đã nói là ta có nhiều gai mà. Xin lỗi. Đau, xin lỗi con. Ôi xin lỗi vàng, mẹ xin lỗi. Rồi thôi mày đổ con khác đi, con này làm con của mẹ đau nên mày đổ con này đi. À, bây giờ mày đổ công chúa. Chưa đổ ai? Bad guy hả? Bad guy là ai ta? Ê, ông này bad đi. Dạ không mẹ. Vậy con này đi. Ủa chứ ai vậy? À. Cái này là bad guy. Cái này tên gì đây?
này tên gì? Romeo. Romeo and Juliet phải không? Dạ không. Ồ, không phải hả? Không phải Romeo and Juliet hả? Dạ, Romeo. Tại vì có một bộ phim tên là Romeo and Juliet. No, mà nào này không phải phải không? Dạ. Cái này trong bộ phim gì đây? Romeo. No, trong bộ phim gì? What movie? Romeo. No, Romeo is the name. Romeo là cái tên. Còn Romeo nằm trong bộ phim gì? P. Đúng rồi. Còn đây nè, còn đây nè, đây là Kristoff. Kristoff nằm trong bộ phim gì? Ninja. No, no, no. Kristoff, what movie? Anna. Which one? Tên gì? Ambua. No. PJ Masks. Frozen. No, PJ Masks. No, Frozen nằm trong bộ phim Frozen. Con có biết Mulan không? From Mulan. 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 No, con phải đó là M U M. Nào con nói M U M. L An Lan. Mulan. Nó thì nó cứ đọc theo tiếng Anh, nó đọc là Mulan đó, đọc theo tiếng Anh là vậy đó. Còn Ngọc á, Ngọc chọc nó, Ngọc đọc Mulan. Hello. Hello anh à. Hello Crystal. Anh à, hôm nay nhìn đẹp quá à. Cảm ơn Kristoff. Anh à, có ăn uống gì chưa? Không. Mình đi ăn nha. Không. Mình sẽ đãi cho anh à cái gì đó. Ăn kem không? Ô trời ơi, cái gì mà đẩy nguyên một hạm đội xe ra dữ vậy? Trời ơi, đẩy nguyên một hạm đội. Rồi, ok. Rồi mẹ Kristoff nè. Hello. Ôi hai Anna lận hả? Tôi biết chọn ai bây giờ? Người ấy và tôi, em chọn ai? Ờ chọn đây phải không? Rồi đi. Rồi. Khi hai ta về một nhà, khép đôi mi chung một giường, đôi khi mơ cùng một giấc, thức giấc chung một giờ. Khi ôi sao vậy? Sao vậy? Khi hai ta về một nhà, ta gì vậy chị? Hai cái này là giống nhau. Giống gì? Giống nhau. Giống nhau, đúng rồi. Rồi. Hello. Bạn tên gì? Bạn tên Crystal. Bạn tên gì? Anna. Mình tên là Juliet. No, Anna. Oh, Anna. Hello, Anna. Còn bạn tên gì? Anna. Bạn này tên gì? Crystal. Mình tên là Christopher. Christoph. Nhưng mà mẹ biết mẹ nói sai rồi, nhưng mà hai người giống nhau thì đâu có thể nào tên giống nhau được đâu. Mình phải đổi cái người khác tên khác. I love you. Trời, còn I love you nữa. I love you both. No, daddy. I was talking to this. Daddy, so this is Christoph. So I call this one a Fitoff. No, that's not here. So baby. Hmm? Katie brushed her teeth today. Oh, nice. And then I made her brush it until all the sand went into the bottom glass. Wow. Con đi đâu hả? Hello. Ủa, mà hồi nãy con đánh răng rồi hả? Cho mày hửi coi. Mày hửi. Ôi trời ơi, thơm ghê. It's time to go to sleep. So mommy, can I have a kiss? Can you use this? Hôn ba miếng. Do you want a kiss or no? Yes. Okay. Say, con chúc ba gì? Chúc ba gì? Good night, fellows. Chúc ba gì? Chúc ba ngủ ngon. Có sức khỏe là sao? Sức khỏe thế gì? One circle, two circle, one big circle. One circle, two circle, one big circle. Mom, you birthday. Con là tên gì? Crystal. Ủa, con này tên gì? Spin, đúng rồi, con này tên là Spin nha cô chú nha. S-P-I-N, Spin. Rồi, ông này tên gì? À, ông này có cái bụng bự, đúng rồi, ông này tên là ông bụng bự. Ông bụng bự. Bự, đúng rồi. Còn mẹ tên gì? Mẹ tên Dwayne. Mẹ tên Dwayne hả? Dạ. Vậy chay tên là Bố Ngạc. A bully. I like your bullies.
One circle, two circle, one big circle. Ok, kẹp cái này lên đẹp lên nè. Kẹp lên, kẹp lên. Đó, để mẹ kẹp lên. Giờ con muốn kẹp ở đâu, chỗ nào? Chỗ đó hả? Ok, mẹ kẹp lên rồi. Ui, chào, ôi, đây con. Đây, 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 đây. Con ui, trời ơi. Con đây. Muốn nào đừng quên hả? Lấy kẹp kẹp nữa hả? Hết rồi, mẹ thấy con cái à. Mẹ thấy con cái à. Kẹp một cái là đẹp rồi, không có cần kẹp nhiều người ta nói mình khùng phải không? Rồi con ngồi xuống đây, mày kẹp chó, ngồi xuống đây. Right over here. Ok, đấy mày kẹp, mày dần dựng máy xuống đây mày kẹp cho. Đi xong mình kẹp nên kẹp vừa vừa thôi nghe chưa? Kẹp quá. I got two of them. Kẹp quá, tao nói mình khùng, hiểu không? Yeah. Con biết khùng là gì không? Yeah. Khùng á. Kẹp quá là tao nói mình khùng quá biết không? Đó. Đó. Đó, thấy chưa? Đó, thấy chưa? Đó, đẹp đẹp ê á. Đẹp ê. No, I want to put it right here. À, không muốn làm đâu hả? Dẫn lên không được kì ghê á. Ủa, sao rồi? Biết rồi, từ từ cái kẹp này sao mẹ mở không ra luôn nè, bấm vô không được luôn nè. Từ từ. Ồ. trời ơi. I'm a unicorn. Hả? Ồ, con là unicorn hả? Không muốn rồi. Muốn chuối mấy ngày. Nó mặc tục đàn tập á. Đàn tập á. Đàn con nọc á. I'm a unicorn. Mua tục đàn tục nọc. I'm a unicorn. Look at my head. Gì con? Không, nó không muốn à. Why you do this? Hả? Giờ gì nữa? Gài nữa hả? Kẹp nữa hả? Gì hoài vậy? Do this. One circle, two circle, one big circle, one circle, two. You two are in your head. Cái gì? Mày kẹp luôn hả? Ok. Chơi liền. Coi nè. Đó. Rồi, nào, nào. Chị kia chụp hình cười cười. Chi. Trời ơi, cô chụp hình thôi. Khổ dữ vậy trời. Không mà lại gần mẹ coi, lại gần mẹ cho chụp cho mẹ đẹp chút coi. Cười cười.